cầu xin ni các ni đấng hoàng ân, Chúa Cha Mẫu Mẹ Thánh Thần chứng tri. Cầu xin Mẹ Phụ Quyền Di, lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin Mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đi đạo sâu tu hành. Ngày nay dời tâm lòng thành cầu người cường báo lòng lành sửa tu. Trần miền như thể trăng y lô, cầu cho ba tâm rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được thiện duyên, cái tà quy chân cõi thiên được về. Tội lỗi lầm mê, ăn năn sám hối được về lạc ban. Khi xưa lời Phật rõ ràng, thành thì tâm sám hối tỏ vàng. Nhưng người trần hạ lại quên, mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo điên, làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng, nhắc nhở đồng đạo cùng đàn. Nhờ con ngạo cũng diêu quay, thần tam bảo đủ điều thiện căn. Con nguyện giác ngộ ăn y năng, ngày đêm cầu nguyện siêu thân cô quyền. Làm người không biết cơ tổ tiên, ông bà cha mẹ thì xiền rất to. Khuyên ai chớ có đắn đo, đó là sự thật sớm đi lo kêu chạy. Nếu con A-di-đà Phật.
gia ba tâm sớm làng mau mau tỉnh đi giấc kể vàng từ đây đừng tưởng thấy mộng vàng là thật đêm si mê rồi diệt thiện tâm quên đi Phật pháp diệu thâm đó là phương tiện diệt phàm xưa nay kiếp người mãi đua chen danh lời quên hẳn đi trung tính ở đời tháng ngày quên mất những lời mẹ khuyên con hư hồng ham mê chè râu không hại gì bằng tu nhập tâm xem thường sĩ diện tình thắm vừa chung y bàn đó ầm ầm y đánh y nhau lại chưa nói ân y thâm nghĩa trọng khi rượu vào mắng chửi mẹ cha quên đi công y đức ông ở bà phải chân gì rượu con là bất nhân trong tội hiếu ân nghi là trong xin khuyên người tỉnh nghi mộng ăn nghi nâng làm con phải giữ đạo hằng thờ cha kính đi mẹ ông bà tổ đôi anh chị cùng là em út phải xử sao cho trọng nghĩa tình thân y kia màu nọ như anh thương yêu dòng giúp giữ gìn phong ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo ta giữ gìn cho rạng giống nồi khuyên nhau đừng ở lôi thôi cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen tình chồng vợ cũng là nghĩa trong khuyên cùng đừng yểm cụ kinh y tân vợ chồng phải phân chồng khuyên vợ già mười phần yên vui đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc rồi mọi người lẫn nhiếp lẫn nhau nồng lên lớn tiếng mày tao bên nội bên ngoài sới đào bới lên
bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Ăn ngay ở thằng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao quyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện giữ lại, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính dường. Một lòng một dạ thiện cầu xin ý Tam Bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phan độ người trần thế hùng quang thành mà ăn ở thiện duyên. Cầu xin Ngọc Đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tội phước nào nề thân sám hối kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết tha, ai ơi thức tình ý ráng mà tu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sắc đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui tức thì. Cầu xin chư
Phật từ bi, đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước đi làm nhân, dù gặp tai họa thánh thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sóng đào, vàng rồng bạc miếng làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm diền cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường nhiều xưa. Bây giờ tập sông mi muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa tâm nghị tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm, đàm thiên nhân khuyên đừng tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hoàn ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi. Cầu xin đi tam bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tu tâm dưỡng tâm tìm về quê còn say đắm đam mê vật chất. Càng lúc sâu khó vật chân ra, chơi vơi trong bể ái hà, tử sanh sanh ý tử thật là chi. Bằng kinh kể hôm nay, rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông. Dù cho bão táp mưa phong,
sân si hại mình. Trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan tan hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông cánh bèo tan rã ô mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương. Thấy người chưa tỉnh thì thương đem lòng khuyên bảo dễ thường có nghe. Phải chi ai cùng sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần tây phương tịnh y độ an nhàn thấm thơi. Tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà thương không hồi tâm lại tìm đường tu thân. Tu là báo bổ tư ân hoa hồng ấp lầm sống thân tại tiền. Thuốc thang bồi bổ không quyên sớm thăm y tối duyên thường xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời phận làm em út nghe lời trưởng huynh. Làm anh phải trọn nghĩa tình hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô bác đi đạo chân tu hiền. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho ba tánh trần miền sáng tu. Tu sao bỏ quán quên thù từ bi hỷ xả thầm thắm pháp lành. Tu sao một dạ chí thành thầm người hiền đức sự sắm ni tạc thờ. Bỏ lòng quán trả thù dơ tương thân tương ái vợ
cầu xin y tam bảo ơn trên độ con trí tuệ lập nên đạo màu độ người khắp cả năm châu chán chê vật chất trồng người người một giả tương thân kẻ giàu người có lần lần sửa tu tu là bỏ lòng bỏ dù xuê sáng cho lắm không bằng nam mô ráng tu khỏi đỏ tam đồ tâm làm bố thí lần vô cửa thiền để rồi sớm tối cần kiên hiểu thông kinh y kệ kết duyên Phật là cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sám hối bước qua giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần xưa kia hung dữ bội phần hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lành cũng có lòng thành thở trời chính y Phật phát sanh y Bồ Đề xưa thì dục lạc lầm mê ngày nay sáng ma hối lần về quê xưa diệu trì mẹ đợi sớm trưa con nào thức tỉnh mẹ đưa rước về kim giai con được hầu kề hầu cha hầu mẹ mong sao ba tâm ni chí thành ăn năn ni sám hối phước sanh hòa lùi đã tu khuyên chớ dễ vui gắn công rèn tâm thao chùi thân tâm bỏ sự sai lầm năng hành bố thí diệu tâm pháp màu tu hành Phật chẳng bỏ đâu khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình lưới trời lòng lòng làm sao tránh đi tội thiên đình quở vang bây giờ ta chịu cơ ngàn theo chân Phật pháp tai nạn sẽ qua
chọn đường chánh đi đạo đề mà tu tăng. Tu là biết trọng thánh lý thần, bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn. Tu mà phước đức không ở bọn, còn chi thân. Tu là làm phước làm nhân, giúp người là ư bước cơ bằng nắng tay. Mặc ai đùa trí phô tài, đường ngay nẻo tăng đăng ở trần, thông dòng rào bước ghé kinh người người. Sau này như thế hoa tươi liên hoa là người mà sanh ta. Nam mô sao chờ Di Đà, thường xuyên mà tống niệm thân tâm an nhàn nhẹ. Đời tất thi đức tu văn ơi, bớt đi mà lợi lạc thì nghĩa giới nhân phải trọn ngày. Làm người biết niệm từ bi, thân tâm đi khẩu ý sẵn si sao thó cầm ta bà dễ miệng mà cất lạc. Phật đà thầm thôi, ham chi trần hạ đu bơi. Hãy subscribe.
dữ dằn bản lòng mà tu niệm thất tình phải hà sa bờ mê vơm giác lần qua gặp chữ Bồ Tát để mà cùng lời ngọc châu tu hiền chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà còn hướng đời long qua Di Lạc tôn vương Phật xin trời đất chứng ý minh lòng thank you.
Ngày nay trần thế người hiền, phát tâm ấm tâm bộ kinh khuyên đời. Khuyên đời tu niệm dòi cao, lưu truyền ba tâm gần xa. Phật màu hộ thiên, gặp trong đồng đạo người hiền biết tôn. Lòng con tình tấn công phu, quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo. Ngày nay tiếp bơ điển thiên liên, trần cha tấu mẹ minh duyên ghi lời. Nguyện trên hoàng mẫu chương tòa, cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên. Chứng y lòng Phật tự họ phán, lan ánh tên gọi dậy thời ngày nay. Pháp danh y tâm y đức dậy thời, tâm y ấm ngư tâm bộ kinh khuyên đời. Pháp danh đi tâm đi pháp ngày nay đáp đền quyền. Nghĩa ân lại mẹ thượng tình, chứng lòng nam nữ hữu hình ngày nay. Ngọc thân con mẹ họ Lư, đồng tạm vàng dồi trao. Trúc ly con mẹ họ Lê, pháp danh ni tâm hành ngày nay cũng đắp bồi. Cầu an nguyện tâu thiên đình, tây cung y mà mẹ gọi anh đi phan diệu dân Phật đặt đi danh đi tên đề quy y tam bảo giảng ở đề ngày nay vô tí ân ở dài lập kinh quê duyên lập sanh thiện rồng đài cao thỉnh mẹ ngồi đó ban vàng mẹ ghi tên vàng là trẻ hài nhi mẹ thương ghi ta cung di đắp bồi. Ngày sau con trẻ được ngồi đài sẵn thì để con
biên biên dinh trường. Nam mô A Di Đà Phật. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 27 này do Phật tử Phan Thị Lan Anh, sinh năm 1953, pháp danh Tâm Đức, hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tống bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Xin ở 936 Kabahulu Ave Honolulu, để cầu nguyện gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước quảng viên, tấn tài tấn lộc tấn bình an, hồi hướng phước báo cho quý Phật tử. Sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu, cầu chúc cho gia đình quý Phật tử.